Quýnh Nhà xin kính chào tất cả mọi người. Chuyến này là xong rồi, mới vừa đây thì báo đài gọi như vậy. Không biết cái ông thích chân dài này, cái lúc mà ông ta nhập học ở một cái trường đại học khá là danh tiếng như vậy đó, thì ắt hẳn cái hồ sơ, cái lý lịch cũng giống như là học bạ, và cái bằng cấp 3 đó phải được photo công chứng rõ ràng. Và cái vấn đề mà đi photo á, công chứng á, thì nó phải có cái bằng gốc thì mình mới công chứng được. Nhưng mà không biết cái bằng gốc của ông ta đâu. Nếu mà tại thời điểm đó ông ta vẫn còn giữ cái bằng photo thì ắt hẳn là cái bằng gốc cũng phải có. Nhưng mà đến tại thời điểm bây giờ, không những không có cái bằng gốc mà người ta còn truy ra là không hề có cái bằng cấp 3, và cũng không ai cấp cho ông ta. Mà công nhận là cái ông thích chân dài này, ông báo quá báo á. Một mình ông ta mà khuấy động làm nhiễu như hệ lụy đến biết bao nhiêu người. Và một cái thâm vô cùng là thâm của cái ông thích chân dài này là những cái người mà đã ở trong cái đội nhóm của ông ta rồi ấy, thì đều được ông ta ghi hình quay video lại cận mặt, chỉ rõ đích danh. Đến lỡ sau này mà có cái sự cố nào xảy ra với ông ta thì ắt hẳn những cái người này cũng sẽ được đưa ra để làm một cái bằng chứng dính chàm. Cho nên bây giờ ai cũng ráng hết. Bởi vì lẽ đó con dân của ông thích chân dài tắc quay tắc quái và đắc ý dữ lắm. Họ khẳng định rằng là thầy của họ cho dù không có bằng cấp thật thì vẫn mãi đỉnh trong lòng họ. Vì không có ai mà chưa học tới cấp 2, có khi chưa tới cấp 1 nữa mà đã có thể làm ra những cái chuyện tày trời như vậy rồi. Cho nên cái sự lú và u mê của con dân ông thích chân dài thì ta nói rằng là đỉnh của chốt. Đúng thôi, chứ ai mà là con dân của ông thích chân dài thì ắt hẳn sẽ biết những điều này. Vừa qua đó, ta nói một cái chuyện kinh thiên động địa. Những cái người mà đã từng là con dân của ông thích chân dài, khi mà đã thoát ra khỏi cái hội nhóm của ông ta thì họ đã lên tiếng để mà tố giác á. Họ kể những cái câu chuyện mà ta nói rằng là sốc, cực kỳ sốc. Cái câu chuyện Địa Long á thì bao nhiêu lâu nay quý vị cũng đã biết rồi, nghe cũng nhiều rồi. Tại vì nói về Địa Long là chỉ có ông thích chân dài thôi. Mà cái chuyện mà nó khủng khiếp hơn á là khi con dân của ông ta kể rằng một ngày á, ông ta bắt con dân của ông ta đó phải nuốt 5 đến 7 con giun sống. Họ ói tới mặt xanh luôn mà vẫn không dám chống đối hay là cãi lại ý của thầy. Vì trong cái quá trình mà nuốt á, là phải quay lại video cận cảnh rõ nét để gửi cho thầy hoặc là các đệ tử của thầy. Là ngày đó đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ thầy giao mà không ai dám lên tiếng. Và có nhiều người cũng đã nói rằng là họ tìm đủ mọi cách để mà họ chuồn, họ chạy thoát thân. Nhưng mà họ có chạy cỡ nào thì cũng bị người này, người kia phát hiện rồi lôi đầu về cho thầy xử lý. Và bản thân của cái ông thích chân dài này á, một khi mà đã bước vào trong cái động của ông ta là có đi chứ không có về. Nghe nó khủng khiếp thật sự luôn. Chưa dừng lại ở đó đâu, con dân của ông thích chân dài cũng kể rằng cái lúc mà họ còn u mê á, ta nói rằng là không biết gì sao, thầy nổi thú tính dữ lắm. Không không vậy đó, cái chuyện trên trời dưới đất làm thầy bực dọc khó chịu trong người là thầy lôi con dân của thầy ra khi đánh bềm bẹp. Trời đất ơi, ta nói đau đớn lòng luôn, muốn gãy cả cổ luôn. Vậy mà thầy vẫn không có tha. Cho nên nhiều người, người ta lợi dụng cái câu chuyện là đi làm
căn cứ để mà họ trốn khỏi cái động của ông Thích Chân Dài. Một đi là không trở lại luôn đó. Cho nên con dân của ông Thích Chân Dài nếu như mà nghe những cái điều này á, thì ắt hẳn cũng sẽ biết. Tại vì sao khi mà mình bước chân vào trong cái động của khai mình, mình phải có những cái lời thề thốt vô cùng là độc địa. Và những cái lời thề đó là để cho mình sợ, nó ám ảnh vào trong cái tâm trí của mình và mình không thể nào mà thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của khai. Thì những cái điều đó có phải là điều tốt hay là không? Đó. Và tất yếu rằng là khi mà các bạn nhìn nhận ra cái sự việc và những cái gì mà nhiều người ta đã từng thoát ra, người ta nói, người ta kể tường tận lại á, nếu đúng như những gì mà các bạn đang trải qua đó, thì tốt nhất rằng là phải tìm đủ mọi cách để mà quay về với lại gia đình thôi. Chứ ở trong đó có ngày ta nói cuộc đời là nó chấm dứt luôn. Mà hay thiệt sự chứ, đến cái mức độ như vậy rồi mà vẫn còn u mê thì đến chịu. Mà bây giờ mình cũng có thể hiểu được vì sao trong những cái lời giảng của cái ông Thích Chân Dài này luôn ám chỉ đến ông ta. Ông ta nói rất là hay, dẫn dắt rất là cụ thể và làm cho con dân của ông ta tin tuyệt đối vào ông ta và đưa ra những cái câu chuyện để mà con dân của ông ta phải nhất mực là trung thành với ông ta. Và trong từng cái lời giảng của ông ta đều là nói về bản thân của ông ta và con dân của ông ta là phải phục tùng cho ông ta. Cho nên rằng là đến tại thời điểm bây giờ nhiều người mà bị lú á, thì ắt hẳn rằng là không có còn cái nước gì để mà cứu chữa được. Nếu như một cái người mà được gọi là chân tu á, người ta tu hành thật sự á, thì người ta không bao giờ người ta hành xử như vậy cả. Cho nên đã có rất là nhiều vị sư cô á, những cái vị Phật tử nữ á, họ nói á, nó không phải là nó vô lý đâu, nó phải có một cái lý do, một cái căn cứ gì đó, một cái điều gì đó mà nó kinh khủng lắm, họ mới dám bày tỏ hết nỗi lòng của họ ra. Vì họ biết rằng là họ có nói cỡ nào thì người ta cũng nói rằng đó là những cái người phản bội khai, chống đối khai. Nhưng mà thực tế nếu như bản thân của khai là một cái người mà được gọi là chuẩn chỉnh đi, thì tất nhiên những cái người đó không bao giờ mà phản bội khai. Vì họ đã quyết đi theo khai, họ cống hiến, họ dâng, họ nộp hết cho khai, thì không có lý nào mà họ phản thầy được, khó. Chỉ qua rằng là họ thấy được trong cái con người của cái ông khai này, nó tệ còn hơn cái chữ tệ, mà nó kinh khủng còn hơn cái chữ kinh khủng. Cho nên họ không thể nào họ chịu được. Và một khi mà họ đã không chịu được á, thì ắt hẳn rằng là họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ thoát. Và khi họ thoát ra được, họ đã có một cách nhìn nhận đúng rồi á, thì họ sẽ quay về để mà họ tố công Thích Chân Dài này. Mà con dân của ông ta thì cũng không tin. Mà nhiều lúc là họ tin đó quý vị. Họ tin, họ biết rõ rằng là họ đang bị dẫn dắt. Nhưng mà bản thân của họ không có tìm được cái cách nào để mà thoát ra khỏi khai. Thì bây giờ nó đơn giản thôi. Mình tìm đủ mọi cách để mà mình liên hệ với gia đình của mình để mà đưa mình về. Đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là đúng đắn nhất tại thời điểm bây giờ cho những người mà bị u mê. Chứ còn mà một thân một mình mà chạy thoát thân giống như những gì mà những người đi trước đã thoát ra họ kể thì chịu rồi. Ta nói đi chưa xuống khỏi cái núi đã bị con dân của thầy bóc đầu lên lại rồi. Ta nói bóc đầu lên lại là coi như thầy có kim lệnh mà. Thầy có tung cước quyền mà. Cho nên rằng là thầy tẩm cho mà xanh cả mặt. Đó mọi người thấy không? Tu hành dữ chưa? Đức độ dữ chưa? Mà nói chi đâu xa, những cái người mà ở gần cái ông Thích Chân Dài này chưa thấy có một ai mà ăn nói cho nó chuẩn chỉnh mà cho nó đàng hoàng luôn á. Trời ơi, ta nói
công thức chân dài nóng dạy làm sao mà ta nói toàn là giang hồ không? Giang hồ lắm nha quý vị. Và chưa kể những cái người mà tu hành nữ á, mình cũng biết làm sao mà cái đầu óc của họ nó lú đến cái mức độ mà thật sự nếu mà cha mẹ mà sinh con ra mà thấy con như vậy chắc họ đứt ruột thiệt. Vì không có nghĩ rằng là tại sao con mình nó lại như vậy, sinh thành ra xong mà nuôi dưỡng như vậy đó, mà đến tại thời điểm bây giờ cái đi theo khầy là coi như không biết cha mẹ ông bà ở đâu. Điển hình như là nàng Angola đó, ta nói cha mẹ cũng đầu tư cho dữ lắm, lo cho hoạt động nghệ thuật rồi ăn học nữa, học chưa tới nơi tới chốn đã bỏ đi theo khầy rồi. Rồi bây giờ bỏ đi theo khầy rồi á, ví dụ như tốt lên á thì mình không nói, tốt lên á thì chắc có lẽ rằng là nhiều người người ta nghĩ mình hại, hay là mình nói những cái lời như thế này thì ganh tị gì với khầy đi, mình cũng có thể là mình chấp nhận đi. Còn đằng này người ta lo cho con người ta đến cỡ đó đó, người ta thương con họ mà người ta chỉ mong cầu rằng là Tết đúng ngày mùng 1 về thăm ông bà cha mẹ theo đúng cái lễ nghi của một người con hiếu đạo trong cái dịp Tết mà cũng không có nữa. Rồi cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu này nè, báo hiếu cha mẹ thì không có đâu nha, chứ mà báo hiếu khầy á, ta nói đỉnh của đỉnh luôn. Báo hiếu từ đạo chí chân, từ trong ra ngoài, nói chung cái gì của khầy cũng giống như là của nàng Angola như vậy đó. Thì mọi người thử nghĩ coi, nếu là cha là mẹ mà con mình nó rơi vào trong cái hoàn cảnh đó thì coi như là xong rồi. Mà cái sự việc của cái ông thích chân dài nó giống như cái hệ đa cấp vậy đó. Ta nói nó là ổng là cấp trên nhất, rồi còn có những cái cấp dưới, rồi cấp dưới nữa, rồi cấp dưới nữa. Ta nói nó lẳng quẳng với những cái hàng đa cấp như vậy. Cái ổng mà lành giống như là một cái hội thánh Đức Chúa Trời, nó khủng khiếp lắm. Một cái tà đạo, một cái điều gì đó mà thật sự khi mà người khác nghe thôi đã cảm thấy rùng mình rồi. Nhưng mà có nhiều người và ta vẫn u mê, người ta vẫn cứ tưởng rằng là họ đang đi theo cái chiều đúng, chiều tích cực cơ, thì đến chịu luôn á. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe ủng hộ cho các kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.